ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 4609 UBNZNC về phối hợp với lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, chỉ đạo tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo. Đặc biệt, các cấp, các ngành thành phố cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.